Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp quốc gia núi Bài Thơ, đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn là một trong những điểm du lịch tâm linh mà mỗi du khách không nên bỏ qua khi đến với thành phố biển Hạ Long xinh đẹp. Ngôi đền tọa lạc tại chân núi Bài Thơ thuộc khu vực Bến Đoan, thành phố Hạ Long. Đền được xây dựng trên một nền đất cao, lưng tựa vào vách núi, mặt hướng ra vịnh. Đền thờ Hưng Vũ Vương Khai Quốc Công Trần Quốc Nghĩễn, con trai cả của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cháu ruột của vua Trần Thái Tông. Ông là vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn, là người nhân từ đức độ. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Quốc Nghĩễn cùng với cha và các danh tướng nhà Trần lập nhiều chiến công vang dội. Với vùng đất Quảng Ninh, trong chiến công chung của quân dân nhà Trần, đặc biệt là trận chiến trên sông Bạch Đằng lần thứ 3 năm 1288, không thể thiếu công lao của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghĩễn. Trong dịp định công dẹp giặc Nguyên vào tháng 4 năm Kỷ Sửu, tức năm 1289, triều đình tiến phong Hưng Đạo Vương làm Đại Vương, Hưng Vũ Vương làm Khai Quốc Công, Hưng Nhượng Vương làm Tiết Độ Sứ. Theo sử sách, đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 và trải qua nhiều lần trùng tu khác nhau. Theo văn bia trùng tu tại đền, thì vào năm Quý Sửu 1913, các chủ thuyền thường hay qua lại đây đã phục dựng lại đền để tưởng nhớ công lao của ông. Đền có tên chữ là Phúc Linh Tử. Năm 1938, đền lại được trùng tu. Năm 2002, được sự quan tâm của nhà nước và các cấp ủy chính quyền, khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn đã được xây dựng lại khang trang to đẹp hơn trước. Đền có các hạng mục công trình chính là chính điện, gồm nhà bái đường thờ công đồng nhà Trần, hậu cung thờ Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn. Cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thủy và Mẫu Thượng Ngàn. Cùng thờ Phật Hưng Quốc Thiền Tự, thờ Phật Thích Ca, Phật Hoàng Trần Nhân Tông và các thiền sư Pháp Loa Huyền Quang. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn được phục dựng lại từ năm 2008. Hàng năm, cứ vào độ cuối tháng 3 âm lịch, nhân dân trong vùng lại nô nức về đây dự hội và trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách mọi miền. Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn gồm 2 phần. Phần lễ bao gồm lễ mục dục, lễ bạch văn khai hội, lễ tế thánh tại đền Đức Ông. Sau đó rước kiệu Long Ngai bài vị Đức Ông từ đền qua đường 25 tháng 4 đến đường Lê Thánh Tông, dừng lại ở chùa Long Tiên. Rồi lại rước kiệu về đền, lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên biển. Phần hội tổ chức hát chầu văn, ca trù, múa lân rồng, trò chơi đẩy gậy, kéo co, cờ người. Đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn với những giá trị văn hóa lịch sử đã được khẳng định cùng với chùa Long Tiên và núi Bài Thơ, tạo thành một cụm di tích độc đáo, một điểm dừng chân đầy hấp dẫn để mỗi du khách đến Hạ Long thưởng ngoạn chiêm bái.